Dạ, có một chị hỏi rằng con đang có thai thì có thể hỗ trợ năng lượng cho người khác được không ạ? Hay là chỉ cần hỗ trợ năng lượng cho bản thân mình thôi? Anh chị em có thai, anh chị em giúp người khác điều gì tốt không gì hết, nhưng thứ trình bày đó là anh chị em có đầy đủ năng lượng và thực hiện thực hành bằng cái sự đo đạc ấm áp 3 ngày liên tục chưa. Nếu anh chị em ở đứng cấp lớp mà anh chị em tập được cái điều đó 3 ngày liên tục mà ấm áp rồi, anh chị em hỗ trợ chữa lành theo cấp lớp mình, bất kỳ điều gì cũng được hết theo những cấp lớp của mình. Còn nhớ một điều, nếu anh chị em tập 3 ngày rồi, có nghĩa là ngày thứ tư không phải là chúng ta hời hợt với cách tập đâu, và chúng ta cũng có lúc ấm lúc 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 không ấm, là chúng ta cũng không có được hiệu quả. Vì cái sự việc mà anh chị em cảm nhận trong 3 hôm đầu tiên là để minh định rằng cái tế bào, cho anh chị em biết rằng anh chị em đã đủ tiêu chuẩn để thực hiện những cái bước kế tiếp. Đó là cái minh định thôi nha. Còn những việc mà ngày kế tiếp anh chị em tập và trở về sau tập thì cũng phải duy trì sự ấm áp này liên tục trong 5 phút 30 giây, chứ không phải là 3 ngày đầu tiên mình được ấm áp rồi và thứ tư mình hời hợt, mình không có tập đúng cách, rồi mình lúc ấm lúc không ấm, rồi đầu óc nghĩ bâng quơ rồi nghĩ linh tinh hết, thì anh chị em sẽ bị thất bại cái điểm này. Ý chú muốn nói là 3 ngày đầu tiên là tế bào nó đo đạt được cái sự thành công của anh chị em điều khiển năng lượng mức độ nào. Vì nếu mà 3 ngày đầu tiên mà anh chị em không điều khiển được tế bào của mình thì anh chị em làm sao anh chị em gửi cho những người khác được. Tế bào nó cho anh chị em biết đó, tế bào nó đo đạt được cái sự năng lượng của anh chị em tiếp thu đến mức độ nào, anh chị em tiếp thu hiệu quả thì tế bào nó mới giúp anh chị em gửi thông tin hiệu quả được. Còn anh chị em 3 ngày đầu rồi tốt quá, ngày thứ tư tập thì tập mơ mơ màng màng, tập mà không tập trung, tập mà khi mà nghĩ những chuyện đủ thứ hết rồi, lúc được lúc không hết rồi, phải như yếu trở lại, cái sự kết nối năng lượng bị giảm, thì giảm thì anh chị em hỗ trợ chữa lành người khác thì không hiệu quả lắm. Đó là những lý do là tại sao có người chữa lành cho những người khác rất hiệu quả và có người thì không được hiệu quả, là cái điểm này. Vì vậy anh chị em giàu có bầu hay là anh chị em cải thiện được sức khỏe rồi thì anh chị em đi giúp người khác thì cái lợi lạc lớn lắm. Đó là mình tạo phước cho mình, tạo cái năng lượng, tạo cái lực hấp dẫn cho tế bào não, tế bào trong cơ thể chúng ta được đầy đủ năng lượng. Từ đó anh chị em phát huy giúp đỡ cho người mọi người xung quanh để tạo một cái môi trường tốt đẹp, tạo cái sự kết nối thân thiện giữa con người và con người, từ người thân trong gia đình đến những người thân thiết ở ngoài xã hội. Đây là một cái điều cực kỳ tốt và đây là cái sự việc mà anh chị em tạo phước cho mình nhiều nhất. Là chị nhà Kristen, cảm ơn chú. Dạ, nhà Kristen. Yeah. The next question is, may I ask if I can transmit energy to others when I'm pregnant? If you are pregnant, you can help others, but first you must make sure that you have enough energy and you're healthy enough to support others. Also, you know, ask yourself, did you practice the formula correctly? Did you feel warm for 5 minutes and 30 seconds for 3 days straight? Now, why do I say that 3 days will apply in this situation? Because you want to give yourself time to absorb and adjust to the energy. The 3 days rule apply because it's how your cells measure your practice. And you know, it will tell you if you practice the formula successfully or do you need to practice again. If after 3 days and you feel warm for 5 minutes and 30 seconds, you can go ahead and help others. Now, after the 3 days, you will still need to continue to practice the formula consistently and correctly. So that way you can maintain the energy level. And if you follow, if you know that you follow the guidelines correctly and you are healthy enough to support others, then please do so because this is a great way for you to earn good karma credit. And like I said before, if you know that you're healthy and you practice the formula successfully, then you can go ahead and help others.